5 nguyên nhân gây khô rát, đau rát khi sinh hoạt tình dục và cái cách để khắc phục hiệu quả nhất cho chị em. Cái khu vực âm đạo của người phụ nữ nó sẽ thường xuyên tiết ra cái dịch nhờn và nó có tác dụng là gì? Là bôi trơn khi mà chúng ta yêu và giúp cho sự cân bằng pH, bảo vệ cho cái lớp niêm mạc âm đạo trước cái sự tấn công trực tiếp của các cái yếu tố gây hại như vi khuẩn hoặc là nấm. Có rất nhiều những cái lý do mà khiến cho chị em chúng ta phải gặp phải cái tình trạng là gì, là ít nước khi mà sinh hoạt, và khi đó thì cuộc yêu nó sẽ không đem lại cái cảm giác sung sướng, không đem lại cái cảm giác thăng hoa, và thay vào đó là cái cảm giác đau đớn, cảm giác sợ hãi giống như cực hình vậy. Và cụ thể nguyên nhân có thể là do các yếu tố về mặt tâm lý, vệ sinh vùng kín sai cách, hoặc các bệnh lý phụ khoa, hay là đang uống thuốc nó có tác dụng phụ ức chế sản xuất nội tiết tố nữ. Và trong đó thì cái nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến cái tình trạng khô rát ở phụ nữ đó chính là suy giảm hoặc là gì, thiếu hụt cái nội tiết tố, đặc biệt là estrogen. Cái hormone nội tiết tố estrogen nó có công dụng nó kích thích các cái tuyến trong âm đạo tăng tiết chất nhờn khi mà quan hệ, để giúp bôi trơn cái bề mặt niêm mạc của âm đạo. Và bên cạnh đó thì nó còn có tác dụng gì, giúp duy trì ham muốn và cái sự hưng phấn cho chị em khi mà chúng ta bước vào cái cuộc yêu. Nhưng mà do căng thẳng này, hoặc là quá trình sinh nở, hay là thậm chí do tuổi tác mà nó khiến cho cái hormone này nó sụt giảm và thiếu hụt, thì cái tình trạng khô hạn là điều rất dễ hiểu thôi. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra, khi gặp phải cái tình trạng này thì chị em phải làm như thế nào? Chúng ta có cách khắc phục nào hay không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được tình trạng khô rát bằng cách chúng ta hãy áp dụng các cái biện pháp chủ động ngay sau đây nhé. Cái đầu tiên là hãy đầu tư cho cái màn dạo đầu. Trung bình thì anh em nam giới có thể đạt được cực khoái và xuất tinh chỉ sau khoảng tầm 3 cho đến khoảng tầm 7 phút thôi. Khi mà quan hệ thì chị em cần cái thời gian nó dài hơn, gấp 2 cho đến 3 lần, tức là chúng ta phải mất khoảng tầm 15 cho đến 20 phút. Và cái màn dạo đầu chính là cái bước kích thích giúp cho âm đạo tăng tiết cái dịch nhờn lên. Và nếu như nước nôi đầy đủ thì cái quá trình quan hệ nó sẽ trơn tru hơn, không đau rát và dễ dàng lên đỉnh hơn các bạn, thăng hoa hơn. Và chính vì vậy thì chúng ta nên đầu tư và kéo dài cái màn dạo đầu từ khoảng tầm 15 cho đến 20 phút các bạn nhé. Và cái thứ hai là hãy cân bằng yếu tố về mặt tâm lý, tránh căng thẳng, stress kéo dài, lo âu là những cái nguyên nhân cản trở ham muốn ở chị em phụ nữ. Nó khiến cho cái phần âm đạo không đủ kích thích để tiết chất bôi trơn, nên khi quan hệ sẽ bị đau rát, khó chịu và không cảm nhận được cái sự kích thích, không cảm nhận được cái sự thăng hoa. Và do đó thì chị em chúng ta hãy cân bằng tâm lý của mình, hãy cân bằng tâm lý thật tốt, vứt bỏ ra sau, vứt bỏ khỏi đầu chúng ta những cái việc không liên quan và hướng đến cái sự thoải mái trước khi chúng ta bước vào cuộc yêu bạn nhé. Và cái số 3 đó chính là hãy uống nước, hãy uống đủ nước thường xuyên, hãy uống nước thường xuyên. Với những chị em mà bị khô hạn thì cái nguyên nhân một phần có thể đến từ cái việc là họ uống quá ít nước mỗi ngày và khiến cho cái cơ thể dù có muốn cũng không có nguyên liệu để tạo thành cái dịch bôi trơn. Và mỗi ngày hãy uống ít nhất khoảng tầm từ 1,5 cho đến 2 lít nước để cung cấp đủ nước cho cơ thể. Và cái số 4 đó là bổ sung thêm những cái thực phẩm giúp tăng tiết chất nhờn. Công dụng tăng tiết hormone để tăng ham muốn, tiết dịch âm đạo có thể chúng ta kể đến như các cái thực phẩm dầu vitamin E như là bơ này, đu đủ này, súp lơ xanh, hoặc là dầu omega 3, các cái chất chống oxy hóa, hoặc các cái sản phẩm có nguồn gốc từ đậu nành như là sữa đậu nành này, đậu phụ, hoặc thậm chí là giá đỗ, rất nhiều các cái chất. Và cuối cùng thì chị em có thể sử dụng thêm một số các cái sản phẩm hỗ trợ như các cái loại viên đặt hoặc là bổ sung các cái loại viên uống để cân bằng nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta. Và có một cái lưu ý là chúng ta nên thận trọng, hãy thận trọng để chọn những cái thực phẩm tốt nhất, tránh tiền mất tật mang, bởi vì những cái sản phẩm kém chất lượng. Cụ thể nếu như mà gì, chúng ta đang gặp phải các vấn đề cần bổ sung nội tiết, cải thiện khô hạn thì hãy nhắn tin trực tiếp để tôi có thể tư vấn, để có thể hỗ trợ cho tất cả chị em những cái giải pháp điều trị mang tính chất khoa học, an toàn và gì, và bền vững nhất. Và nếu như mà có bất cứ một cái thắc mắc hoặc là gì cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe, các vấn đề liên quan đến mặt rối loạn tình dục, hay các vấn đề vô sinh hiếm muộn, rối loạn sinh lý ở nam và nữ, thì hãy để lại bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp để bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự, y bác sĩ của phòng khám sẽ đồng hành hướng dẫn và tư vấn thật kỹ cho các bạn các cái giải pháp điều trị mang tính chất an toàn và bền vững nhất. Cảm ơn tất cả các bạn. Và nếu như thấy cái video này là hay, là hữu ích thì đừng quên nhấn nút like này, đăng ký kênh để nhận được nhiều các cái thông tin mà tôi sẽ cập nhật hàng ngày cho tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.